Nếu không tiếng Anh thì anh không có thể là cải thiện mức lương được. Vô tình gặp một người nước ngoài, họ hỏi mình mặt đơ luôn, không biết trả lời sao. Tên Uyển, Lê Đỗ Xuân Uyển, 42 tuổi. Rồi, mình tên là Huyền, hôm nay 33 tuổi. Nếu không tiếng Anh thì anh không có thể là cải thiện mức lương được. Anh hy vọng là tiếng Anh lên thì có thể là có nhiều hướng đi. Anh cải thiện tiếng Anh tốt, nói chuyện bất kể thì anh có thể là anh học thêm bất kể cái bằng gì. Mình nghĩ là biết chút tiếng Anh sẽ tự tin hơn khi giao tiếp, hoặc là khi gặp người nước ngoài, mình đi du lịch, hay có thể có cơ hội mới cho công việc. Xấu hổ thì thật sự là khi đi phỏng vấn học không được tốt thì mình giới thiệu nó không giống ai, phát âm không giống ai thì người ta không nghe được. Học đại học nhiều rồi chứ mà để mình nói cho rõ ràng cho người ta hiểu thì chưa đến đạt mức đó. Đó là khi bên công ty mình có một dự án làm việc với nước ngoài. Mình cũng không nằm trong dự án đó nhưng vô tình gặp một người nước ngoài. Họ hỏi mình mặt đơ luôn, không biết trả lời sao. Mặc dù mình nghĩ câu hỏi của họ cũng không có gì là khó cả. Câu hỏi bình thường thôi. Hỏi về gặp một ai đó trong công ty. Họ cần gặp một ai đó trong công ty nhưng mình cũng không biết chỉ như thế nào. Thì anh thấy là giáo viên trẻ thứ nhất là nhiều khiếp. Người ta hỗ trợ mình từ đầu tới cuối. Có chuyện gì mà thí dụ lỗi vướng mắc thì có thể là hỏi bất kỳ ai và có thể là người ta giúp đỡ mình bất kỳ lúc nào. Ở đây thì có thể là lập cái lịch, thí dụ là theo dõi một cái học viên đó từ đầu tới cuối, thì khi mà có vướng mắc gì đánh giá lại thì hàng tháng hàng tuần thì có thể là giáo viên review nên nhắc mình cái này nên cải thiện, cái kia nên cải thiện, vừa nhắc mình vừa hỗ trợ mình, thì cái đó anh thấy là cũng phương pháp rất là hay. Thực ra tại vì do mình cũng bỏ tiếng Anh lâu rồi á nên là ban đầu á thì hầu như là không nói được, không nghe được. Nhưng bây giờ thì khá hơn chút, có thể hiểu được đại ý một chút, nghe được mới nói được. Thứ nhất là nếu ở đây thì trước hết là môi trường trẻ, thứ hai là sự nhiệt tình của giáo viên, thứ ba nữa là mọi người từ trẻ tới người già thì nói chung là năng nổ nhau thì giúp đỡ lẫn nhau rất nhiều. Sửa lỗi bất kể thí dụ khi phát âm sai tiếng Anh hay là sai ngữ pháp thì người ta có hỗ trợ lẫn nhau. Anh Đích Thao có cái thời gian đó, nó khá là phù hợp với mình. Mình có thể lựa chọn nhiều ca học trong ngày và có rất là nhiều những cái lớp outside để mình thực hành đó. Các bạn cũng giúp đỡ nhau nhiều trong cái môi trường này. Thì đến đây mình có thể nói được nhiều hơn.